chào các quý vị khách hàng của TKI Brows and Beauty. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng khi có một chị khách hàng vô cùng xinh đẹp đã đến để trải nghiệm khá là nhiều dịch vụ tại DT của chúng ta. Cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Em chào chị. Chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người theo dõi livestream được biết không ạ? Chị tên Trang, chị hiện tại thì đã có gia đình rồi. Vâng ạ. Hôm nay chị 38 tuổi. Vâng. Đang làm ngân hàng. Dạ vâng. Chị Trang ơi, thì không biết là chị Trang đã làm những cái dịch vụ gì ở tại DK rồi ạ? Hiện tại thì chị đã trải nghiệm dịch vụ là làm môi này với cả phun mí. Dạ vâng. Và dự kiến sắp tới sẽ làm lông mày nữa. Vâng, chị Trang ơi, không biết là cái lý do vì sao mà chị lại quyết định làm cái combo khá là nhiều dịch vụ tại DK? Tại vì thực ra bạn bè với họ hàng nhà chị làm hết ở đây. Cả em chị, các cháu chị nó cũng vừa làm đây mấy tháng rồi. Dạ thì vâng. Mọi người làm thì chị thấy ok mà. Vâng. Và chúng ta hãy xin mời máy quay quay sát lên một chút xíu nhá để chúng ta có thể quan sát những dịch vụ mà chị Trang đã trải nghiệm tại DK. Như chúng ta được biết thì ở cái mức tầm giá để làm đẹp ở tại DK nó không phải là quá thấp. Thế nhưng mà đây cũng chính là lý do vì sao mà các quý vị khách hàng rất là tin tưởng cũng như là trao mặt gửi vàng để cho các chuyên gia tại DK thực hiện những công nghệ làm đẹp. Như là hôm nay chị Trang đã làm phun mí vi trạng ở tại DK. Và như chúng ta có thể thấy thì cái đường mí rất là tự nhiên. Đó. Chị Trang ơi, thì không biết là trong quá trình mà làm mí thì chị Trang có thấy đau rát hay khó chịu gì không ạ? Chị không, cũng không bị gì cả em ạ. Vâng. Và khi mà chúng ta phun mí vi trạng như này thì nhìn cái đôi mắt nó sẽ có hồn hơn rất là nhiều và sắc nét hơn rất là nhiều. Và theo em được biết thì chị Trang đã từng phun môi ở tại DK trước đây tầm 2-3 tháng phải không ạ? Đúng rồi. Thì nói chung là chị làm xong thì mọi người khen rất là nhiều. Môi rất tự nhiên mà từ đấy thì chị cũng không cần phải đánh son nữa. Vâng, chúng ta hãy cùng quan sát cái ảnh before trước khi mà chị Trang làm dịch vụ tại DK mọi người nhé. Như mọi người có thể thấy thì cái tình trạng môi cũ của chị Trang khá là nhiều nhăn. Ngoài ra thì viền thâm nhiều và chuyên gia của chúng tôi thì đã xử lý tất cả những cái khuyết điểm của đôi môi của chị Trang và bây giờ thì thay vào đó là một đôi môi lên màu rất là căng mọng và tươi sáng và đặc biệt là mực của chúng tôi sử dụng đó là mực organic. Cho nên là chúng ta sẽ chơi thoải mái từ năm này qua năm khác mà không sợ bị xỉn nữa mọi người nhé. Vâng ạ, còn mí á, mí của chị Trang thì đây. Khác với một cái đôi mắt lúc trước thì bây giờ thay vào đó là một đôi mắt rất là có hồn và sắc nét rồi. Đó, mọi người đã thấy sự khác biệt chưa ạ? Vâng. Và chị Trang ơi, không biết là sau khi mà trải nghiệm rất là nhiều dịch vụ tại DK như vậy rồi thì chị có nhận xét gì hay là có điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ chuyên gia cũng như là đội ngũ tư vấn chăm sóc khách hàng của bên em không ạ? Thực ra chị thấy thì bên em dịch vụ chăm sóc khách hàng rất là tốt. Các bạn cũng nhiệt tình. Vâng. Rất mong là sau này thì chị sẽ giới thiệu các bạn bè để đến đây để sử dụng dịch vụ của nhà mình. Và chị cũng mong là chị cũng được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Dạ vâng ạ. Thay mặt đội ngũ DK thì em cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Và hiện tại thì chúng tôi đang áp dụng chương trình nhân dịp đại lễ 2 tháng 9 nó là giảm 35% cho dịch vụ phun môi phủ sơ 3D và phun mí vi trạng châu Âu. Và tất nhiên là khi mà chị Trang giới thiệu khách hàng đến cho DK thì chị Trang sẽ được giảm thêm 5%. Đồng thời bạn của mình cũng sẽ được giảm thêm 5% nữa chị Trang nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo. Nếu như mọi người muốn trải nghiệm những dịch vụ cũng như là tư vấn thì mọi người hãy inbox qua fanpage của DK và hoặc mọi người có thể tư vấn đặt lịch ở tại hotline 0912 31 0000 mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người những livestream tiếp theo ạ.